5 lý do vì sao bạn nên ăn táo thường xuyên. Táo là một trong những thực phẩm giàu dinh dưỡng và vitamin. Ngoài công dụng làm đẹp da, nó còn có nhiều tác dụng trong việc phòng chống các bệnh như ung thư, tăng huyết áp, hen suyễn, v.v. Trung bình một quả táo nặng khoảng 186g, có khoảng 95 calo, 25g carbon hydrate và 4g chất xơ. Ngoài ra, nó còn cung cấp 2-4% lượng mangan, đồng, vitamin A, E, B1, B2 và B6. Hơn nữa, táo đỏ cũng có một nguồn polyphenol phong phú, rất tốt cho sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích bạn sẽ nhận được nếu ăn táo hàng ngày. 1. Tốt cho hệ tim mạch. Nghiên cứu cho thấy, một quả táo trung bình chứa khoảng 4g chất xơ với một chế độ ăn giàu chất xơ sẽ giúp bạn tránh được nguy cơ bị bệnh tim mạch. Các nhà khoa học Mỹ tại Đại học Minnesota cho biết, những người hàng ngày tiêu thụ 10g chất xơ từ trái cây đã giảm được nguy cơ bị cơn đau tim và nguy cơ tử vong vì bệnh tim. Lượng chất xơ có nhiều trong rau quả và ngũ cốc, đặc biệt là táo. Ngoài ra, táo còn chứa một chất oxy hóa là epicatechin flavonoid có thể làm giảm huyết áp. Những người sử dụng flavonoid có nguy cơ đột quỵ ít hơn 20% so với những người không dùng. 2. Phòng ngừa ung thư. Các chất chống oxy hóa flavonoid như quercetin, triterpenoid trong táo giúp làm chậm sự phát triển của các bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư ở đại tràng, phổi và ngực. 3. Có lợi cho bệnh hen suyễn. Trong táo có chứa nhiều chất oxy hóa giúp bảo vệ phổi khỏi những tổn thương. Một nghiên cứu lớn cho thấy, ăn khoảng 1/6 quả táo mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ mắc hen suyễn hơn 10%. Không những thế, vỏ táo còn chứa quercetin flavonoid có thể giúp điều chỉnh hệ thống miễn dịch và giảm viêm. 4. Phòng ngừa bệnh Alzheimer. Không chỉ vỏ táo, thịt táo mà cả nước ép táo đỏ cũng có thể mang lại lợi ích cho những ai bị suy giảm sức khỏe thần kinh khi lớn tuổi. Trong các nghiên cứu trên động vật, những con chuột già ăn cả thịt và vỏ của một quả táo đã khôi phục trí nhớ về mức ngang bằng với các con chuột trẻ hơn. Nước ép táo đậm đặc có thể giúp giảm các gốc tự do oxy hóa trong mô não và giảm thiểu sự suy giảm sức khỏe thần kinh. Nước ép táo đỏ còn có thể giúp bạn duy trì acetylcholine, một chất dẫn truyền thần kinh có thể suy giảm theo tuổi tác. Nồng độ acetylcholine thấp có liên quan đến bệnh Alzheimer, nên việc duy trì chất này là rất quan trọng. 5. Có lợi cho mắt và da. Chất oxy hóa trong táo giúp làm giảm quá trình lão hóa của mắt như đục thủy tinh thể. Các chất oxy hóa này giúp bạn có làn da đẹp hơn và ngăn ngừa các nếp nhăn trên da do lão hóa. Trên đây là các tác dụng của táo đối với sức khỏe. Dù rất tốt nhưng bạn không nên ăn quá nhiều, có thể dẫn tới các trường hợp như tiểu đường cũng như rối loạn hệ tiêu hóa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm, theo dõi và đăng ký kênh Khỏe Tự Nhiên. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm nhiều thông tin hữu ích. Kính chúc quý vị một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại!